Tuy không xinh nhưng mà biết thế nào là ảo. Tuy không hoàn hảo nhưng mà không lừa đảo một ai. Một là mày bị điên hoặc là ngu ngốc. Ok, ấy da. Xin hiểu bạn, điện thoại iPhone 12 mới vừa ra mắt. Hôm nay mình sẽ gọi là hát karaoke bằng iPhone 12. Nani? Tuy không xinh nhưng biết thế nào là ảo. Ok bạn ơi. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi. Và kế bên mình xin giới thiệu bạn, đó chính là một nhân vật rất là nổi tiếng, rất là cute, rất là dễ thương. Bé Cam, bé Cam. Bé Sam. Chứ phải là bé Sa nha các bạn nha, bé Sam. Không quen tôi luôn á, trời ơi. Chào mấy bạn là phải kiểu xin chào cô chú, xin chào các bạn phải vậy không? Mệt quá. Thì ok bạn ơi, hôm nay nè mình sẽ cùng với Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau review đồ ăn nha các bạn nha. Cái nhìn đây, quá trời đồ ăn luôn. Đúng rồi, cái này đồ ăn á. Đây chai nước răng nè mọi người, bút chì nè, điện thoại nè, đây phấn bạn Việt Nam nè đó, chai đeo keo nè, trời ơi. Chắc chắn sẽ có nhiều bạn nhìn mấy cái chai nè, mấy bạn sẽ nghĩ trong đầu đây là gì. Cái này có thể gọi là chai kem đánh răng, hoặc là cái này là chai hồ chẳng hạn. Thật ra không phải đâu bạn, cái này là kẹo đó, nhìn lạ không? Ui, chết thực sự. Kẹo mà có hình y như cái chai kem đánh răng luôn bạn ơi, xịn thực sự. Đó, ok. Rồi, thật là ở chỗ này mình có một cái con iPhone 12. Thật ra cũng là kẹo. Thật ra cũng là kẹo luôn nha các bạn nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ cùng với Sammy review hết cái đống kẹo này nha các bạn nha. Ủa nhưng mà kẹo này là kẹo của nước nào Sim? Kẹo này là của nước Nhật Bản. Của Nhật Bản nha. Hợp lý. Ôi, hàng gì nó rất là đắt luôn bạn ơi, bạn coi nè. Ở đây nè, mình có một cái hộp đâu ta, đây, một cái hộp kẹo. Nó bé tẹo như thế này à, mà giá của nó đến tận hơn 100 ngàn luôn bạn ơi. Cực kỳ đắt luôn đó. Thì ok, hôm nay mình sẽ cùng với Sammy review nha. Và trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share, và nhớ nút subscribe, đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Mr. Dịch. Mày bị điên à? Nhầm lộn. Của anh, nhầm, của chị, không. Ủa mình dịn lâu lắm vậy đi chứ. Của Sammy để đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha. Ok. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Rồi, bây giờ chúng ta không nói nhiều nữa. Chúng ta vào video thôi nào. Let's go. Yeah. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ ăn món kẹo đầu tiên. Đó chính là kẹo của Minion. Đó, nhìn y hệt như cây kem đánh răng luôn bạn ơi. Nhưng mà không biết mùi vị của nó sẽ như thế nào đây. Thì cái kẹo này mình mua ở siêu thị hết 80 ngàn. Ôi. Cái kem đánh răng 80 ngàn luôn. Có một cái cây bé tí tẹo thế này thôi mà 80 ngàn luôn á bạn, ghê chưa. Trời ơi. Giờ mình sẽ mở ra thử nha. Mở ra nè. Ui, nhìn thích thật sự bạn ạ. À. Đấy. Sao mở ra. Ui, nhìn y hệt như ê, ra là cái kem, là cái móc đánh răng không? Y hệt cái kem đánh răng luôn bạn ơi. Phải nồi thật. Ok. Răng luôn á. Để xem coi. Ê, mấy bạn coi nè. Ôi trời. Ê. Eo ơi. Nhìn nó y hệt cái đánh răng luôn bạn ơi. Chắc tôi lấy cái bàn chải đánh răng tôi đánh răng được luôn á trời. Wait a minute. Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Wow. Ngon thôi. Mùi vị ngon lắm luôn á. Nè nè nè, không tin nữa. Thử đi. Mọi nhìn nha, cái này nó rất dũng xì lam nha mọi người, nhìn nè. Ui, thơm lắm luôn á. Ngon mà. Mình thề với bạn nha, cái này mà bỏ chung với bánh mì là ăn được đúng không? Sam có bánh mì không? Có. Có không? Lấy nhanh lên. Ôi đúng không? Ăn được. Rồi, đúng không? Ngon. Ăn được. Đây à bạn, tin ngon cực kỳ. Nói chung là ăn cũng rất là ngon luôn. Được. Ngon. Ngon. Đúng nó có mùi y hệt như là mùi banana thiệt luôn bạn. Chúi, nhìn mùi mùi chuối á, kiểu như sao? Nó cực kỳ thơm luôn nha. Đúng là đồ của Nhật Bản rồi, là rất là tốt. Ok. Tiếp theo nữa là em lấy màu xanh, tôi lấy màu đỏ đi. Tôi là lửa, ông là băng đi. Đó. À, để xem coi, cái này thì mình không biết nó là vị gì hết. Cái này thì mình nhìn là mình biết là vị chuối nè. Đó, của Mideon nè. Còn cái này là có hình cu xin. Không, lấy ông lấy màu đỏ đi cho nó đang tính. Từ từ bà nội, mở từng cái mà. Trời. Muốn mở hết luôn. Từ từ. Dạ. Đi giật ra thấy cái răng mắt rồi mới ghê. Ok, cuối cùng cũng mở. Không mở được các bạn. Ok, cuối cùng cũng mở được rồi các bạn ơi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ khui nó ra nè. Ôi, nhìn y hệt như cây kem đánh răng luôn các bạn ơi. Đó, trời ơi trời.
Còn cái màu xanh thì giống cái chai hồ hơn bạn ơi. Ờ, màu xanh này vị gì vậy? Tôi không biết nữa. Nó có màu xanh không? Ôi. Thơm không? Thơm. Thơm lắm bạn ơi. Ui, bạn coi nè, cái màu của nó y hệt như như là cái màu của cái chai này luôn, nhưng mà hình như nó vàng hơn các bạn ơi, nó vàng vàng hơn nè. Ừ. Mùi gì ta? Lạ quá, mình sẽ thử nha, mình sẽ thử nha. Mình sẽ bóp nó ra. Rồi. Mùi nó hơi hơi giống mùi xoài. Mà cũng ngang đó. Mà cũng hơi hơi giống mùi táo. Kỳ vậy. Ủa, mà cũng có chút chút mùi nho. Cuối cùng nó là mùi gì ta? Thử coi. Sao thử đi trời. Không, tôi biết đâu kìa. Hôm nay bọn mình sẽ ăn kem đánh răng nha bạn. Thử đi. Cắn cái, cắn cái. Thơm không? Ủa? Sao Sam ăn cái gì Sam cũng nhăn mặt hết rồi bạn ơi. Kỹ ra thôi rồi mình sẽ cho Sim ăn thử miếng coi. Để coi Sim cảm nhận thế nào. Đưa đưa điện thoại để tôi quay cho. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mùi vị thế nào Sim? Tôi sẽ nhìn mặt Sim kiểu cũng sợ vậy, ngon mà. Kẹo mà nó pha nhiều cái mà người kẹo là nho chuối xong cái gì nó trộn hết trơn luôn á. Nó tùm lum la luôn á. Đấy. Mình ôi trời, mình ăn mà nó bị nhạt là y hệt răng luôn à. Không, cái này giống như là kẹo cao su vậy á bạn. Nó mình ăn xong là nó bị nhạt á, mình phải nhả ra, không được nuốt nha. Cái này không được nuốt nha. Ông phải sợ quá. Bạn nuốt xong rồi, bạn tôi nuốt à. Ủa, Sim nuốt rồi á, Sim nuốt luôn á. Trời, cái này là kẹo cao su không được nuốt. Trời, xong rồi. Tôi xong rồi, mấy thanh niên này nuốt luôn mấy bạn ơi. Cái này là kẹo cao su, mấy bạn nhỏ ra nhớ nè, ăn kẹo cao su là không được nuốt nha. Nuốt là nó dính trong bao tử luôn á. Trời nè, ơi. Nè, thủ bóng bóng nè, trời ơi, con Xin nó thủ bóng bóng nè. Trời ơi trời, ok. Rồi, chai tiếp theo là chai màu đỏ nha các bạn nha. Đây, chai màu đỏ. Ok, mình thử. Màu đỏ chứng tỏ yêu ta. Ok, mở ra được rồi nè. À, rồi ok. Chúng ta sẽ cùng nhau xem coi bên trong của nó là màu gì nha mấy bạn nha. Bóp ra nè. Ủa nó vàng hơn. Ủa nó y hệt với cái này luôn á. Nó vàng không hơn luôn miếng, á. Vàng hơn miếng nữa. Đi ra cao. Đi ra. Ui. Không được nhanh. Ok mình sẽ thử nha. Trời con su. Mùi Coca Cola. Mùi Coca khá là thơm luôn. Thử đi. Nhìn nhiều tí. Không được nuốt nha. Ủa khoan, hình như cái này nuốt được. Cái này nuốt được, chỉ có cái màu xanh này là không nuốt được thôi các bạn ơi. Thơm lắm luôn á. Ui, ngon ngon. Cho người quay phim ăn quá. Thôi cái này ngon, mình giữ lại đi, đừng cho quay phim ăn. Đừng cho quay phim ăn. Thôi giỡn thôi nè, quay phim ăn thử đi. Ăn được. Cái này nuốt được mềm. Hình như cũng không nuốt được. Được mà, được, cái này nó mềm. Đâu mềm rồi các bạn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cây bút chì nha các bạn nha. Từ nãy giờ bọn mình đã ăn xong 3 loại kẹo có hình cây kem đánh răng rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua ăn cái kẹo có hình cây bút chì nha các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra nè. Ui, hình cây bút chì là có cuisine cậu bé bút chì trong đây luôn. Wow. Mở nó ra nha. Ui, bạn coi nè. Kẹo hình tròn. Ui, nhiều màu ghê luôn á. Ui, xịn vậy. Ok, bây giờ Sam chọn màu đi. Không. Rồi, Sim chọn màu đi. Màu xanh lá cây. Ok, tôi sẽ chọn màu vàng. À, hình như màu vàng mình nghĩ sẽ là vị chanh, hoặc là vị chuối, hoặc vị xài. Kẹo cứng mà cậu à, cái này cứng quá à. Trời ơi, ăn khô quá. Mình tưởng kẹo này nó sẽ mềm mềm bạn ơi. Ai về đâu cứng ngắc à, cắn vô muốn gãy răng luôn á. Nhưng mà Sim với Sam cho kẹo này chấm được mấy điểm? Chắc là 3 điểm thôi. 3 điểm hả? 3 điểm luôn, nó thật luôn. Cứng quá. Chắc tôi cho 5 điểm đi. Kẹo này nó cũng ngon nhưng mà nó hơi cứng các bạn ơi. Cắn nãy mình tưởng kẹo mềm, mình cắn cái mạnh nó gãy răng luôn rồi nè. Đâu quá. Đâu, nhả ra. Ok. Đồ duyên. Còn mấy kẹo này Sim Sam chấm được mấy điểm? 5 điểm. 5 điểm hả? Tôi sẽ chấm cho kẹo này được 8 điểm rồi. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với kẹo iPhone 12. iPhone rồi mọi người ơi. Ok, bây giờ xé cái iPhone nè, đập cái iPhone nè. Đập hộp. Đập cái iPhone nè bạn ơi. À quên, trên iPhone bạn thấy là có cả gọi là gì ta, bản đồ, chụp ảnh, rồi có cả gọi là MeTube. Người ta là YouTube mà đây có MeTube đó bạn ơi. Ok, mình sẽ tháo nó ra nè. Đấy. Ủa sao, sao bên ngoài nó bên ngoài nó đẹp quá, bên trong nó xấu quá bạn. Nó xấu quá luôn. Đó là chơi. Rồi Sam chọn viên đi. Nó mở ra đi rồi chọn. Ủa còn mở ra thêm lần nữa. Còn cái ông nội. Ủa vẫn còn thêm lớp nữa nè.
Ôi trời. Nè bạn coi nè. Đó, những viên kẹo của nó. Hơi thơm á, tôi gửi hơi thơm á, mềm mềm đúng không? Cái này mềm á. Không biết có mềm không nữa, ăn thử đi. Ngon không? Dở. Ok. Mình hỏi ngon không xong sao kêu dở. Ok, cái này mềm thì bạn ơi, mình bếp mình bóp nó lại được nè, nó rất là mềm luôn nha. Ngon. What the hell? Kẹo này dở quá bạn ơi. Kẹo 85.000 mọi người. Hàng gì á, cái kẹo này có 15.000 à, còn trong khi mấy cái kẹo này toàn gọi là mấy chục ngàn không à. Kẹo này dở ẹt luôn á, Sim muốn thử không? Không mua nha, mọi người không mua cái này nha. Sim muốn thử không? Đủ tiền quá. Ê, dở quá. Trời ơi. Cái kẹo này cực kỳ dở, cái kẹo này không điểm, kẹo này quá dở. Không được, được, không dở. Thôi chúng ta coi như là bỏ qua cái iPhone, cái iPhone 12 đi, iPhone 12 dở. Thích rồi, đồ phát chắc luôn. iPhone 12 đồ phát rồi, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với phấn bảng. Đó, cái này là cái hộp y hệt như cái hộp phấn luôn bạn ơi. Và có in hình xin cậu bé bút chì nè. Nhiều xin okay. Quá. Mình sẽ mở ra nha. Y chang hộp phấn luôn. Xin cậu bé bút chì. Ui, đằng sau lưng là in rất là nhiều hình xin cậu bé bút chì luôn bạn ơi. Quá trời hình luôn. Wow. Ok. Mở nè, cho mọi người thấy cái nút mở nè. Bây giờ là có cái nút mở ở đây nè, chúng ta sẽ kéo nó lên. Kéo nó lên. Ui. Nhìn nè, mở là nó sẽ cho mình một cái lỗ ở đây, xong mình chỉ cần đổ kẹo ra. Ui, xịn dữ. Nè nè, Sam đưa tay đây. Ui. Nè, Sim đưa tay đây. Miếng ngon không? Nó sợ quá à. Mình xui dữ vậy. Sao Sim không được ạ? Ồ, Sim được cục màu trắng các bạn ơi. Ok. Sau đó mình sẽ đóng nó lại nè. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử viên kẹo này nha các bạn nha. Rồi, mình được màu xanh nha mọi người. Cẩn thận. Kẹo này cũng cứng mấy bạn ơi, cứng ngắc luôn á. Muốn gãy răng luôn trời. Ô, một cắn được kìa. Cắn không được. Không cắn được, cứng quá. Mình thề với bạn luôn. Kẹo này nó đã cứng rồi. Kẹo này cứng gấp 10 lần mà. Mà cái kẹo này cứng gấp 10 lần luôn. Cắn muốn gãy răng luôn, không được luôn á trời. Rồi, không nha, mà mùi của nó thì lại rất là thơm, rất là ngon. Ngon. Cái mùi của nó ăn được. Mày bị điên à? Cái hộp kẹo này có một cái này rất là đặc biệt, mình sẽ cho các bạn xem. Bạn hãy xem, đây chính là cuisine. Tôi sẽ cần đẩy xuống cuisine mông ra. Đó nè. Đẩy lên là cuisine sẽ không bị ló mông, đẩy xuống là cuisine sẽ ló mông ra. Nhìn bữa gì đâu luôn trời. Cắn không có được, cứng quá. Trời đất ơi. Kẹo này khá là cứng mấy bạn ạ. Gì mà khá là cứng? Trời. Đây, để mình. Cái cảm nhận của Simi sau khi ăn xong cái kẹo hình cuisine. Thì mình sẽ cho bạn biết sự thật nhé. Mình mới cắn một cái thì cái viên còn lại nó bay luôn. What? Tức là hai viên nó bay hai nơi luôn các bạn. Trời ơi. Nếu như các bạn không biết thì Simi mới vừa làm răng xong bạn ơi. Simi cắn cái kẹo này vô xem chắc tí nữa là gãy răng luôn. Cái răng đó, là cái kẹo đó. Rồi xong gãy răng luôn rồi trời. Trời ơi. Rồi ok, tiếp theo nữa chúng ta sẽ ăn đến một cái kẹo. Thì cái kẹo này nhìn nó giống như là một cái hộp cá hộp vậy bạn đó. Hoặc là một hộp cá mồi á. Mấy cái hộp thịt đồ cái kiểu á. Thì giá của cái hộp này là khoảng 60 ngàn các bạn ơi. Sắc thì là 60 thôi hả? Tôi từng đắt chứ. 60 ngàn, ok, bây giờ mình sẽ mở nó ra nha. Nhục cả người rồi. Người ta dán rất là kỹ luôn, rồi ok. Ủa mà khoan, bật nắp. Cái này mở sao? Mở ra, mở nắp ra thôi đó. Mở nắp này ra hả? Ừ, đúng rồi. Đừng đúng tay á. Bật ra thôi. À, được. Được mà. Cái gì vậy? Không được. Để tôi. Cứng quá à. Nè, đến nơi gãy móng tay luôn nè. Thôi, để phong. Để sao thôi? Nani? Anh kẹo mà có sợi sợ mọi người đi. Mọi đừng quên like video này cho Phong cực nha. Vì sự cực khổ của Phong nha. Chắc gãy răng quá à. Mở khó các bạn ơi. Sao được vậy? Ok, mà cuối cùng nó cũng bung được cái nắp của nó ra nha. Trời ơi là trời. Kẹo cho trẻ em mà nó khóa cứng ngắc vậy sao tháo được. Mình các bạn coi nè, mình nè. Cứ bắp cuồn cuộn thế này mà tháo mà không được thì làm sao con nít tháo được trời. Trời ơi là trời. Hảo khoan, đây. Thì bên trong thì chúng ta được những viên kẹo nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn giống như là những viên đá gọi là phép thuật vậy các bạn. Này coi nè, đó, rất là nhiều màu luôn. Ok, thì Sim chọn màu đi, từ từ ăn nha. Để mình quay coi Sim ăn như thế nào. Ok, Sam chọn màu. Đỏ. Ok, mình sẽ chọn màu tím. Thì mình sẽ ăn trước nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ xem thử coi. Kẹo này khá là cứng mấy bạn ạ, không có mềm nha.
mình cắn ngậm thôi, kẻ cầu ngậm thôi. Hương vị của mình là có màu tím, cho nên vị của nó là vị nho bạn ơi. Rất là thơm luôn. Rồi Sam thử coi. Màu đỏ này thì Sam đó có hai vị, vị dưa hấu và vị dâu tây đó. Dâu ngon, cái này ngon. Ngon hả? Bây giờ mình sẽ thử cái viên màu trắng này là màu gì nha mọi người. À không, vị gì nha mọi người. À, mình nghĩ rằng là cái viên này sẽ có vị sữa hoặc là vị vani. Vị vải. Vị vải á. Ui, vải thì thường rất là thơm luôn á. Trời ngon quá. Trời, chắc này là đúng ngon, ngon nhất mọi người. Rồi ok, vậy là coi như là bọn mình phải công nhận là kẹo này ngon. Sim được, Sim chấm cho kẹo này được mấy điểm? Kẹo này phải là 9 trên 10, nó ngon. 9 trên 10 điểm luôn, ghê. Rồi ok bạn ơi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một loại kẹo có thể nói là đặc biệt nhất trong ngày hôm nay. Đây là một cái hộp kẹo mà có thể dùng để gọi là làm thành đồ chơi luôn bạn ơi. Bạn coi nè, bạn coi nè. Đấy bạn coi nè. Dừng. Đó, ghê không? Dừng, xịn chưa? Ồ, cái này cực kỳ xịn luôn bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ thử rồi là mở cái hộp này ra nha. Ok, ok, mở ra nè. Rồi ok, mở ra xong thì chúng ta sẽ mở cái hộp ở phía trên ra. Cái hộp phía trên. Cái hộp này khó mở quá vậy. Nhẹ nhẹ nha, thuận đức á. À đây, mở được rồi nè bạn ơi. Ok. Rồi, cái này là cái gì đây? À, bên trong này các bạn, khi mình chỉ cần đẩy cái cần gạt này xuống thì nó sẽ mở ra một cái lỗ. Và viên kẹo, khi mà mình đổ kẹo trong đây thì nó sẽ bị rơi xuống dưới. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Ok, đổ kẹo vào đây. Được không nhỉ? Ok bạn ơi, sau khi mà chúng ta bỏ kẹo bên trong xong thì nhìn nó sẽ như thế này nè, rất là đẹp luôn. Rồi ok, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau chơi trò chơi nha. Sim Sim quay lại gần đây nè, quay gần đây. Đây, chúng ta hãy xem đây. Đầu tiên thì mình chỉ cần gạt cái cần gạt này xuống. And mở ra. Ồ, mình được gọi là hình mấy con cá nè. Sau đó mình sẽ mở cái hộp dưới này ra. Bên trong của nó sẽ có viên kẹo. Không. Siêu xẹo, để tôi. Không có để bạn để ơi. Để tôi. Bỏ rồi Sam. Kẹo ăn rồi. Yeah. Ôi, Sam thì được một viên kẹo, còn mình không được. Gì kỳ vậy? Kẹo màu vàng hả? Ăn coi ngon không? Cứng nhắc. Cứng nữa bạn ơi. Không ngon hả? Ngon không? Kẹo này giống kẹo bút chì. Ủa? Hai viên kẹo này là một luôn hả? Ừ, giống. Ủa kỳ vậy? Ok thôi không sao, nhưng mà chơi được là vui, vui rồi mà. Đấy bạn coi mình là tiết lực mình nha. Để tôi. Để tôi. Không được gì luôn. Rồi đến tôi nha. Ờ ok, bây giờ mình vẫn còn cái hộp màu hồng nè luôn. Mình sẽ mở cho Sam cái hộp màu hồng này nha. Ok, mèo Simmy đang thích cái hộp màu hồng này lắm mấy bạn ơi. Simmy từ nãy giờ cứ xin mình kêu rằng là Phong ơi, tí nữa Phong quay video xong Phong cho mình cái hộp màu hồng này nha. Nhưng mà các bạn hãy nghĩ đi, có nên cho Sim không? Bởi vì cái hộp này các bạn biết bao nhiêu tiền không? Hơn 100 ngàn một hộp lận á. Cho nên mấy bạn có muốn mình tặng cái hộp này cho Sim không thì các bạn nhớ comment bên dưới nha. Không, nhớ like video thật nhiều nha. À đúng rồi, like video. Nếu như video này được 10 ngàn like thì mình mới tặng cho Sim, còn không thì mình không tặng đâu. Thấy không? Đây hình con có mập nè, đó, mình rất thích con này luôn, mình nó xin okay. Phong này. Rồi bây giờ mình sẽ mở bịch kẹo của nó ra. Cái bịch, cái hộp này thì cái hộp này y hệt nhau luôn bạn ơi, hai hộp y hệt nhau à. Ồ, nhiều kẹo quá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cầm hộp màu xanh, Sam sẽ cầm hộp màu hồng. Đó, mình là nam tính, mình sẽ dùng hộp màu xanh, ok. Rồi, xin mời Sam quay trước. Rồi, nha. Ủa, không được rồi. Không được kẹo rồi, ok, đến lượt mình nè. Sim quay gần gần đây xíu nha. Ok. Hai. Xa. Ồ. Mình đã được một viên kẹo. À, viên kẹo màu hồng. Ăn nhâm tơ vậy. Cái kẹo này nó giống như là mấy cái kẹo mà 1-2 ngàn mua ở ngoài chợ vậy các bạn. Ăn không ngon. Mình nghĩ rằng là cái hộp này chắc là 100 ngàn á. Là do cái hộp thôi. Cái hộp này nhìn khá là đặc biệt, có thể chơi được, có thể dùng để làm đồ chơi được, cho nên là nó mới đắt thôi. Chứ kẹo thì nó ăn không ngon bạn ơi. Cái hộp này thì kẹo thì mình nghĩ là mình sẽ cho khoảng 5 điểm thôi. Ok, rồi tới lượt Sam. Rồi, luôn nè. Ủa sao không có kỳ vậy? Trời ơi, Sammy không xoay nãy giờ không được gì hết. Thôi mình đưa cho Sim đây nè, Sim làm thử đi. Rồi ok, bây giờ tới lượt Sim sẽ mở cái hộp này ra nha các bạn nha. Ok, để coi Sim sẽ như thế nào đây. Có đôi được không vậy? Lại, từ từ. Không có. Không, trời
tối này xui vậy, mình thử làm nhiều lần nha các bạn. Ủa này bị mắc kẹt hay sao vậy? Đúng không? Ủa làm gì có chuyện mất rồi. Nè trời đất ơi. Ok được rồi nè các bạn ơi. Trời ơi là trời ơi, Sim ăn thử kẹo đi. Xanh nè. Nó, dở hả? Nó dở thật sự luôn các bạn. Nó như kẹo ngoài chợ hai ngào luôn á. Ừ, kẹo này ăn rất là dở luôn, không ngon. Nó chỉ được có cái hộp của nó rất là đẹp. Cái hộp của nó thì rất là đẹp mấy bạn ơi, nhưng mà kẹo thì ăn thì rất là dở, không ngon. Ok. Ok bạn ơi, và sau khi mà mình thử xong những cái loại kẹo rồi thì mình đã rút ra được một điều, chính là những cái kẹo mà những cái hộp là nhìn nó khá là xấu, nhưng mà kẹo bên trong thì ăn cực kỳ ngon. Đó, cái hộp này bạn thấy là đâu có đẹp đâu nhưng mà ăn rất là ngon. Còn cái hộp này á, cái hộp rất là đẹp nhưng mà kẹo ăn thì lại y như là kẹo có 1-2 ngàn gì á, dở ẹt à. Nhưng mà nếu mà nói ra thì mình vẫn thích cái hộp này hơn, thì cái hộp này có thể dùng để làm đồ chơi được á. Cho nên bạn nào mà thích ăn kẹo ngon hãy mua hộp này. Bạn nào thích mà kẹo mua về để làm đồ chơi á thì bạn hãy mua cái hộp này nha. Ok, thì cái hộp này mình chấm 10 điểm luôn mày ơi, kẹo này cực kỳ ngon, mình sẽ đem nó về mình ăn mình. Ôi mày nói gì nói đi, thằng vô văn phát. Ok, thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.